được nhau được nhau. Không, bây giờ hứa đi. Lên là không có ôm nha. Đúng, nói chuyện thôi. Minh Hương có muốn có một chút xíu gọi là chữa lành không ạ? Anh có. Anh cũng bị rồi. Mời anh lên đây ạ. Úi dồi. Ê, khoan nha, nhớ là không có được ôm, không có được xin nắm tay nha. Dạ. Nên là Trinh cũng thẳng thừng nói với Lucy luôn á là hôm nay Lucy không phải là người đến đây để tỏ tình. What? Ủa? 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 Là sao ạ? Là sao hả? Vâng ạ. Là sao hả? Dạ. Dạ. Thì một trong những chàng trai ở đây tỏ tình. Đúng rồi. Có thể là những cái chuyện này chị không có đoán trước được. Nhưng mà vấn đề ở đây là có một điều chị chắc chắn luôn, là Minh Hưng sẽ chạy lại ôm Lucy. Đó. Em sẽ ngăn cản điều đó. Ai, đứng im nha. Cái điều này em chắc chắn nè. Anh em cả lại chẳng. Em đâu, nhưng mà không. Nhưng, sao được. Không, nhưng mà em thấy bạn Lucy, cái bạn này á, hay rung động với ai là hay là cho mình xin ôm bạn một tí được không? Không cần rung động, chị ơi không cần rung động. Nhưng mà chị Trinh ơi, em thấy Lucy hơi lạnh hay sao ấy ạ? No! Em cứ nói gì em lên đây nói nè. Dạ. Nào. Ê! Nè, ơi! Này nhá. Nè, khoan. Ôi, không được giao được nhá. Không, bây giờ hứa đi. Lên là không có ôm nha. Đúng, nói chuyện thôi. Không xin ôm. Nói chuyện thôi nha, không có nắm tay luôn nha. Bây giờ anh em mình đứng đây. Ok. Em lên đi. Em chỉ cần lên được rồi. Sao cái quận phải căng thẳng với quận trái quá vậy? Xin chào Lucy. Bậy nha. Dạ, xin chào Lucy. Lucy vào đây có quen không khí trong này không? Không quen mà, quen. Lucy, cái đó mình vẫn thở được. Dạ, thở được. Okay. Có gì là chụp nó liền nha anh em. Chụp nó liền nha. Lucy có lạnh không? Rồi, người ta không phải là bạn của em. Nào, hỏi câu nào có ý nghĩa hơn đi nào. Cậu có hai cái áo thôi nhá. Câu thứ ba là em không chị được không ấy. Hỏi câu nào có ý nghĩa đi nào. Rồi. Hôm nay thì Hưng rất là vui được gặp Lucy và chúc Lucy sẽ thật là hạnh phúc. Rồi, tuyệt vời. Và thôi anh đi xuống. Nhưng mà Lucy bảo với Hưng là hai người nắm tay nhau cho đỡ run. Có thấy bảo gì không? Cậu đi xuống. Thôi được rồi, Lucy đừng sợ, không sao hết, mọi thứ sẽ ổn thôi. Thôi được rồi, bây giờ là thấy mọi người căng thẳng quá mình. Gu em hả Soho? Còn gu ai nữa? Gu em luôn. Gu Otis luôn. Gu em nữa. Em luôn. Sao Minh Hương không giơ tay? Dạ, tại vì các anh giơ tay hết rồi, em không thích. Em cũng thích những người đấy, em nên không giơ tay. Mặc dù em rất là thích. Tại tí bạn ấy ra đây thì em mới bày tỏ em sẽ bóc phốt những người này. Bạn ấy nghe hết lúc nãy rồi. Nghe hết rồi, cái dàn âm thanh này tới quận nhất còn nghe mà chú. Coi như hôm nay á, mình nhường Minh Hương một bước đi nào. Mình đã có lỗi Minh Hương ở khúc đầu rồi ha. Chị sẽ bảo vệ em. Còn bây giờ, xin mời chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật nữ chính tuần này. Tình ơi, ảo xinh hơn trên clip luôn ấy. Nào, màn hình LED mở ra và xin mời nữ chính xuất hiện. Xinh quá. Wow, xin mời em cùng đến với sân khấu của tỏ tình hoàn mỹ. Wow, dễ thương quá, một cái tay thật lớn rộn ràng lên nào. Thật sự ở ngoài rất là dễ thương. Cho béo má. Rất vui được gặp em. Đây là lần đầu tiên gặp mặt em. Đây chính là các chàng trai trong chương trình tỏ tình hoàn mỹ. Rất là lầy lội nhưng mà bạn ấy cực kỳ dễ thương và tài năng. Chị nghĩ em cũng là một cô gái đáng yêu như vậy. Xin mời các bạn ngồi xuống đi cùng làm quen với bạn ấy nha. Em có thể gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình không? Trước hết cho em xin phép chào tất cả mọi người. Chào chị MC Liêu Hà Trinh và chính anh chàng đẹp trai đang ngồi ở phía dưới. Giọng dễ thương ghê. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trước màn hình nhỏ. Em là Thu Hà và mọi người có thể gọi em là Seri. Seri. Em 20 tuổi, quê em ở Lạng Sơn. Hiện nay thì em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Công việc chính của em là làm mẫu ảnh và diễn viên. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Nhiều Doremi ấy nhỉ? Nhưng mà nghe giọng dễ thương nhỉ?
đã có ai khen em ở ngoài xinh hơn ảnh chưa? Em nghĩ là anh không phải người đầu tiên ạ. Wow, thế anh sẽ là người tiếp theo. Sao anh xinh quá vậy trời? Đại diện khu vực của đất tự tin. Thôi bớt đi. Phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao? Mình quá thích cậu rồi. Ô Tích, chị Hồ Biến các em chạy ra đây nha. Hồ Biến Liếm lý. Ủa sao tự nhiên ra em vậy? Hay em taxi mà chị. Em chạy lên một lúc lên đó hả? Dạ dạ dạ. Có cái xe ma thuật là có em. Dạ có hả? Kèo đào là có em hết á. Đánh giá một sao. Em thấy em láo xáo lâu sao. Em ơi, em ngoài Hà Nội vào á, em vào đây bao lâu? Em ơi, đừng nói chuyện với taxi nữa, nói chuyện với anh đi. Này, đừng có rủ về nhà nhá. Không có sao nhở? Em vào đây bao lâu? Em chơi, em quay xong rồi em ở đây chơi bao lâu? Mời anh Thịnh xuống luôn ạ. Em thì không có nhu cầu đi taxi. Em có nhu cầu book Grab hay book gì đó, em book ai cũng vậy, book anh cảm ơn. Mấy cái người mà chèo kéo là taxi dù á. Không, anh giá hữu nghị đúng cưng. Thôi được rồi, được rồi. Thôi bây giờ chị biến cho em xuống nha. Đấy. Làm anh xuống hả chị? Người ta từ chối thẳng mặt luôn ý anh ơi. Trời ơi, để chị bảo vệ em dâu của chị. Ô Tiết, em đừng có biến ở đây, em tạo tạm biệt bạn một cách ấn tượng đi. Ok. Can đảm lên. Đừng nhìn vào ánh mắt ấy nha. Mình quá thích cậu rồi, phải làm sao? Chưa đến phần tỏ tình mà chị. Đỡ hết người ra rồi. Chết em rồi chị ơi. Chết em rồi chị ơi. Em như người bị hút hồn rồi. Anh ơi, lỡ tương tư về em hả anh? Hát một câu hát tặng bạn đi. Lỡ tương tư về em. Đừng hát cải lương cho anh. Em xin anh đấy. Em xin anh đấy anh ơi. Đừng hát cải lương anh. Ok. Cái gì vậy anh? Em xin lỗi. Chị ơi, biết em về lẹ. Bling bling bling. Ê, xong rồi chương trình tour đi tour lại cái đoạn đầu tiên chạy ấy. Biết lại gì? Minh Hưng à, cái sang chấn tâm lý của em lúc nãy sao rồi? Đã được chữa lành chưa? Dạ em nhìn thấy là em đã tan biến hết mọi thứ rồi chị ạ. Vậy thì anh Minh Hưng có muốn có một chút xíu gọi là chữa lành không ạ? Anh có. Anh cũng bị anh. Mời anh lên đây ạ. Ôi rồi. Ôi khoan nha, nhớ là không có được ôm, không dạ. Có được xin nắm tay nha. Dạ. Đau bụng quá, vào đây không phải ăn miếng phải ăn được. Đau bụng quá, gì vậy? Anh chàng cơ hội rồi. Công tử xin hãy tự trọng. À, đây là DJ Phương Đông. Dạ. Xin chào. Đây. Anh nói giọng miền Bắc đúng không ạ? Ừ, anh nói giọng miền Bắc. Thì anh cũng ở Hà Nội vào đúng không ạ? Anh cũng ở Hà Nội luôn. Rất vui làm quen với anh. Rất vui làm quen với em. Ủa sao nãy anh đầu tiên là không được nắm tay kìa. Oh no. Đó. Đúng rồi. Trời ơi, nó phải có một cái sự khác biệt đấy hiểu không? Ủa sao kìa ông Tiến? Xong rồi. Thôi cảm ơn em, mặc dù sao anh cũng được đối xử tốt mọi người là anh được. Xong chưa để Hưng dẫn em lên nào? Em có nhu cầu học búp ba lê không cưng? Yeah. Thầy đây, thầy nè. I love you so la 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 la. Hưng. Giống hai chị em. À. Tại vì vừa nãy anh bị các bạn dưới này làm tổn thương. Anh đau trong này, anh cần một cái. Ê, mới nói hồi nãy. Chắc chắn là anh em sẽ giúp đỡ anh trong cái việc đấy đúng không? No! Ra thì chữa lành thì em có. Nhưng mà cách chữa lành của em hơi khác cái anh mong muốn một chút xíu. Thì không biết là... Chết. Cần nữa không ạ? Anh có chữa lành kiểu gì em mà chữa cho anh thì anh cũng chấp nhận hết. Thế thì anh nhắm mắt vào. Ui. Cậu đi. Ôi ra đi cậu, đường mà. Nhưng mà cậu đi ra đi đã. Không gian này không gian riêng của hai đứa tớ. Nào. Ơi. Chu mỏ lên. What? Chu mỏ hả? Ừ. Ôi. Minh Hưng, cái này biết gọi là gì không? Thời dạ. Tới đỡ không nổi. Thời tới 8 người như này thì sao? Chị sẽ bảo vệ cho em, chị sẽ bắt cóc tương ứng ra đây cho em. Đây mượn một cái tay. Không chết rồi. Nhắm mắt nha. Rồi mở mắt ra. Wow, thật là ngọt ngào lãng mạn.
nào đến mấy cũng tan thành mây. Anh cảm ơn em, anh cảm ơn em. Đi về em ơi. Đi về. Anh chào đây em. Là Đức Ứng ạ. Anh là Đức Ứng. Hoàng tử bé quá. Nói gì đi cậu. Ồ, cảm ơn anh. Về thôi, đi. Mình đi đâu vậy anh? Anh mở túi em cái này thôi. Thôi chết rồi, xôn xao, lục đục nội bộ quá. Ủa lục đục nội bộ rồi. Theo hình ảnh em xây dựng á, là một cái người nhút nhát đúng không? Chết rồi. Ê, chết đi. Em nó thốt lên lời, nó lên miệng em ra đây luôn rồi. Đấy, vậy là em bị một cái nhân cách khác nhập vào đúng không? Đánh nó xúc cho ra cho. Không. Rồi, đi về chỗ ngay lập tức. Em còn chưa được chữa lành mà.